Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tài Chế Đồ đây. Ngày nay mình sẽ làm một cái video để chữa cái bóng nét này. Đây là con bóng nét, nó khá là to luôn. Đây, con này công suất tầm 24 cho đến 25W. Sẽ lấy thước mình đo cho các bạn xem nhé. Đây, sẽ lấy thước mình đo xem con này nó chiều dài bao nhiêu nhé. Đây, nó sẽ rơi tầm khoảng 20 cho đến 21 cm hoặc là 22 cm. Đây, nó rơi tầm khoảng 21 cm. Đấy, mình sẽ tháo ra và xem cái bán kính chu vi của này nó sẽ là bao nhiêu. Đây, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 12 cm bán kính chu vi này. Đấy, 12 cm. Đấy. Thì con này nó đang trong cái tình trạng bệnh là không sáng. Đấy, sau mình bây giờ mình tháo ra và mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái loại bóng này. Cái bóng này nó gồm bao gồm 72 led. Đấy. Công suất nó mình thấy ghi ở vỏ là 24W, thấy ghi ở vỏ là công suất 24W. Cái loại này nó to gấp đôi gấp ba cái loại, phải nói là to gấp đôi cái loại 12W này. Loại này khá là mới luôn. Để tháo được cái loại này thì các bạn phải lấy cái mỏ hàn, hút cái dây này ra, hoặc là không cần được. Đây, mình muốn tháo ra mình kiểm tra này. Đấy, ở bên trong có cái tản nhiệt rất là to như này. Đấy, muốn tháo ra mình hẳn mình ra để mình kiểm tra. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn quan sát sơ bộ ở trên cái nét như này. Ngày trước mình cũng hướng dẫn rất khá là nhiều những cái video sửa chữa về cái bóng nét này. Đấy, thì các bạn quan sát cho mình tất cả những cái bóng nét này. Đây, mình phát hiện ở đây. Ở chỗ này là có một cái đốm đen, tức là bóng nét này nó bị cháy một cái. Cái nét. Nhìn kỹ xung quanh thì không có cái bóng nào cả. Đấy. Thì tất nhiên mình sẽ tháo hút cái dây này ra và để xem bên trong nó có hỏng hóc gì thêm không. Đấy. Thì một bóng nét ở trên vỉ nó đã bị cháy rồi. Đây, bóng này đã bị cháy. Ta sẽ hút nó ra xem. Mình cũng muốn tháo ra để xem cấu tạo bên trong, xem nó như thế nào. Đây, bên trong nó có một cái giấy bọc như này. Đây, đây này có một cái vỉ mạch driver để ổn định cấp dòng điện đủ cho để nuôi nét. Đây, như này. Mình sẽ tháo hẳn ra nhé. Đây, bây giờ mình sẽ cách kiểm tra cái này đã. Muốn trước khi tháo ra mình muốn kiểm tra xem hai cái đầu dây này nó ra được nguồn điện bao nhiêu đã. Thì mình sẽ lắp nó vào một cái đuôi đèn như thế này. Đấy. Sẽ xoáy tạm nó vào một cái đuôi đèn cấp điện cho nó và mình đo dòng điện. Xem cấp bao nhiêu vôn. Các bạn chú ý cẩn thận nha. Đấy. Dây màu xanh này sẽ là cực dương, còn dây màu trắng này sẽ là cực âm. Đấy. Và bây giờ mình sẽ để cái thang đo đồng hồ. Bây giờ mình sẽ cấp điện cho cái vỉ nét này. Và mình để thang đo đồng hồ mình đo. Các bạn sẽ để thang đo đồng hồ rơi vào. Để thang DC 250V. Mình cứ vặn thang 1000 đi. Để thang 1000V đi. Giờ mình sẽ cấp điện vào hai cái cấp điện vào cho cái bóng này, nó xem nó hoạt động không. Mình kiểm tra cái nguồn điện ra của cái mạch driver này trước. Đây. Đấy. Rồi mình sẽ cẩn thận mình dùng hai que mình đo. Que đỏ sẽ đặt vào dây màu xanh, còn que đen sẽ đặt vào dây màu trắng. Đo nguồn điện ra. Sau khi mình đo thì nó được tầm khoảng 215V. Đấy, như thế này. Các bạn chú ý cẩn thận hai cái đầu dây nhé. Nó rất là nguy hiểm, nó giật đấy. Được 215V là cái mạch driver này ok. Sẽ để thang 250 mình đo lại xem nào. Đây, mình đo lại thì nó vẫn được tầm 215V. Cái đồng hồ nó sai số một chút. Không sao cả, nó rơi khoảng tầm 215V là ok. Driver này là ok này.
Đấy. Sau đây mình sẽ bỏ ra và sửa. Mình sẽ rút cái điện ở cái mạch này ra. Đấy. Sau khi chúng ta đo được cái nguồn điện 250V thì mình nhận ra rằng cái mạch diver này nó vẫn còn sống. Đây. Cách kiểm tra đo rất là nhanh. Thì cái mạch diver này mình sẽ để sát đây cho bạn xem. Đây, cái mạch diver này còn sống nhá. Ok, còn sống. Đấy. Thì cái bệnh của nó chắc chắn nó sẽ hỏng ở vỉ nét rồi. Bây giờ mình sẽ để gọn cái mạch diver này ra và mình sẽ sửa cái vỉ nét. Đây. Đây là cái vỉ nét tháo ra. Đấy. Vì nét này nó tháo ra thì mình vừa xong mình nhìn thấy có một con nét này bị cháy. Đấy. Cái biện pháp sửa thì chúng ta sẽ thay nó với con nét khác. Ở đây mình sẽ lấy một con nét khác. Đây. Sẽ sử dụng một con nét khác mình cắt ở cái bóng đèn cũ ra. Cũng là bóng đèn nét cũ. Mình sẽ cắt rồi mình thay vào đây. Thay vào cho cái bóng nét này. Đấy. Đây, và ở đây mình sẽ sử dụng cái nét để mình gắn vào. Gắn vào cái vị trí của bóng này bị cháy. Đây như này. Đấy. Thì các bạn chú ý ở trên cái phần mạch này này, nó có một cái hai cái chân này, các bạn sẽ sử dụng cái này cạ một chút. Cạ cho nó tật một cái đồng ra. Cái phần mạch của nó đấy. Bên này cũng thế, các bạn cạ một chút. Rồi. Các bạn để ý cái hạt nét này nó có một cái hai cái chiều của nó thì các bạn chú ý gắn đúng chiều của nó. Đây. Đấy. Gắn như này. Bây giờ mình sẽ sử dụng thêm một cái nữa. Đó chính là mình sẽ sử dụng một ít keo tản nhiệt. Đây. Chúng ta phải bôi keo tản nhiệt vào cho nó vì trong quá trình nó hoạt động nó rất là nóng. Cần phải bôi thêm một chút keo tản nhiệt vào đây. Rồi. Mình chỉ cần bôi một chút xíu thôi. Đó. Sau đó mình sẽ hàn gắn nó vào. Rồi mình sẽ đặt nó xuống. Đặt nó vào đây. Cho keo nó dính vào cái mên này. Mình sẽ hàn gắn cái này xuống đây. Sau đó mình sẽ hàn. Trước khi hàn mình sẽ bôi cho nó ít nhựa thông vào để cho nó dính. Đây, bôi chút nhựa thông vào. Không cần bôi nhiều đâu các bạn. Và các bạn chỉ bôi một ít thôi. Đấy. Đó là hàn vào. Mình sẽ hàn vào và cắm thử cho các bạn xem. Đây, bây giờ mình sẽ hàn vào nhá. Ở đây mình sẽ cạo thêm một chút nữa cái phần này. Sau đó nó sẽ hàn. Đó, mình đã hàn xong cái mối như này. Mình sẽ dùng tay mình gượt đứt cái dây thừa của nó đi. Đây. Đó. Sau khi hàn xong thì các bạn sẽ sử dụng đồng hồ. Đặt ở thang đo nhân 1. Đấy.
Các bạn đo xem cái nét này nó còn sống không nhé. Đấy, sau khi mình đo thì nét này nó vẫn còn sống. Nào, ok, sau đây mình sẽ nắp vào và test thử cho các bạn xem. Trước khi nắp thì mình có một cái lưu ý như này. Vì cái tản nhiệt này nó rất là to nên cái mạch bên trong này này. Đấy, thì các bạn sẽ lấy lại cái túi ni lông vừa rồi của nó. Các bạn bọc vào. Phải bọc vào cho nó để tránh gây tình trạng là nó cọ dây và mạch này bị chật. Bọc kín luôn như này. Đấy, các bạn phải bọc kín. Sau khi các bạn bọc kín như thế này thì các bạn này lắp nó vào. Đây, mình sẽ xuyên dây vào sang qua cái nét này. Mình sẽ lắp cho các bạn xem. Và bây giờ mình sẽ hàn dây nhá. Hàn cái nét này, dây màu xanh sẽ là cực dương. Cực dương của cái vỉ nét này. Đây, sau đây mình sẽ cắm test thử cho bạn xem. Đây, sau khi mình vừa hàn dây xong đây. Đây. Giờ mình sẽ cắm điện và test thử cho bạn xem nhé. Đây, và bây giờ mình sẽ rút cái dây mà hàn ra, mình sẽ cắm cái dây này vào. Test thử cho các bạn xem nó còn sáng. Đấy, như các bạn thấy đây, mức độ sáng của nó là quá là kinh khủng luôn, chói mắt luôn. Mình quay cái này ra hướng khác nhé, chói mắt lắm. Đấy, các bạn thấy đây, sáng quá là chói mắt như này. Đấy, để test đây, hoàn toàn là sáng bình thường luôn. Đấy, sáng quá, sáng chói mắt luôn. Đấy, như bạn thấy, mình thân vừa để ý là cái mạch này nó ghi ở trên cái thân này của nó là 36W. Đấy. Đấy, mình thấy ý trên cái thân của nó ghi là 36W, thân vỉ này này, còn cái ống vỉ ngoài này thì nó lại ghi là 24W. Đấy, thì các bạn thấy sau khi chúng ta đã sửa chữa với như vậy. Vậy là ok, chúng ta đã sửa chữa thành công một cái bóng LED cái công suất lớn này để sử dụng, tái sử dụng lại, bảo vệ môi trường. Đấy. Kênh tài chế đồ của mình luôn luôn có những cái phương hướng là hướng tới các bạn là tái sử dụng lại để bảo vệ môi trường. Từ như cái bóng LED bỏ đi như thế này. Đấy. Từ cái bóng LED bỏ đi để các bạn là sửa chữa lại và tái sử dụng lại, bảo vệ môi trường trong sạch hơn. Đấy, cái nếu các bạn thấy thích cái video này thì các bạn hãy like và chia sẻ cái video này tất cả mọi người nhé. Những cái video bổ ích như này để giúp mọi người tiết kiệm và bảo vệ môi trường như này. Đấy, thì các bạn hãy like cái video này và chia sẻ cái video này, và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình để đón xem những cái video tiếp theo nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Xin cảm ơn các bạn đã đón xem. Thank you.